Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị các bạn là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình tử vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó chính là nội dung như sau. Chấn động hé lộ 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được lộc trời ban, vận may liên tiếp kéo đến, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng ngập két, trả sạch nợ nần, dầu nứt tường đổ vách. Quý vị thân mến, trời sinh người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là con giáp hiền lương, có lòng thương người, họ sở hữu tính cách thẳng thắn. Chính vì điều này mà vận trình của con giáp này lúc trẻ thường phải bôn ba vất vả, có người còn bị đe dọa tính mạng bởi tiền tài, vất vả gian khổ gần như hết cả cuộc đời mà không nhờ cậy được anh em nào. Vận số con người vốn là thăng trầm bất định, chẳng có số mệnh nào là thập toàn thập mỹ cả. Tuy nhiên, khi bước vào năm 2024 âm lịch, lá số tử vi dự báo tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nhờ ăn ở hiền lương, tu tâm tích đức nên vận số được hưởng lộc trời cho. Đặc biệt, chỉ cần đặt chân vào 3 tháng phát tài này thì ắt thoát khỏi mệnh khổ, đổi đời cải vận, mua nhà, tậu xe, tiền bạc un đầu về túi, thần tài, thần may mắn mở kho ban tài, phát lộc, mọi khó khăn cực khổ trước đây đều tan biến, thay vào đó là tiền tỷ cầm tay, tiền vàng nhét nứt két, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy, vận mệnh của con giáp này biến động ra sao? Năm 2024 âm lịch quý vị cần làm gì để đón được 3 tháng may mắn vào nhà? Cách hóa giải phong thủy nào giúp cho quý vị kiếm tiền tỷ về tay? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết của video. Đầu tiên, tổng quan vận mệnh cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh con giáp Canh Tuất sinh năm 1970, mang mệnh thoa xuyến kim, họ là những người tốt bụng, khiêm tốn, có sức quyến rũ, khá thực tế và có nguyên tắc riêng. Họ là những người quan tâm và suy nghĩ nhiều cho người khác, tuy nhiên họ cũng là người khá nhạy cảm, thích tranh luận và hay phán xét. Mệnh chủ Canh Tuất là người thông minh, chăm chỉ, thẳng thắn, để cao lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tuy không quá coi trọng tiền bạc, vật chất, nhưng họ lại có khả năng kiếm tiền và cân bằng được cuộc sống. Chính bởi tính cách này mà con giáp Canh Tuất sinh năm 1970 có thể gặt hái được nhiều thành công, mở rộng được tình yêu, mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thế nhưng mệnh chủ chưa đạt được sự bứt phá trên đường sự nghiệp của bản thân trong năm 2023 Quý Mão trước đó. Cùng nhìn lại quãng đường mà Canh Tuất đã đi qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Canh Tuất mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Canh Tuất mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Canh Tuất mới có vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên năm Quý Mão 2023 vừa qua, không có gì là sai khi Canh Tuất vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, người tệ bạc cũng không ít. Chung quy, chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người không có ai là không vấp ngã, lắm lúc Canh Tuất con cảm thấy vui mừng, vì ít sa ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm tươi đẹp của cuộc đời vào những ngày bình yên.
Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này, thay vì tự vấn bản thân, lại trách người mắng đời, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, Canh Tuất sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Canh Tuất dù đời sống sung túc hay vất vả, họ đều mang cho mình những vết thương sâu lắng. Canh Tuất ơi, nếu có buồn hãy cứ ù ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân, rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, Canh Tuất có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nề, nhưng đừng quên, mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại, mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đầu đời. Kỳ thực, sau những vấp ngã, khó khăn, người tuổi Canh Tuất cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, Canh Tuất khi đứng trước mọi việc đều không còn xao động, náo loạn tâm can nữa, mà thay vào đó là nói năng từ tốn, sao tiếp lịch, sự xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Canh Tuất có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị. Họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Canh Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can. Không cầu thả nông nổi bột chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn thì đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì như một loại hồ đồ, nhưng kỳ thực không phải. Ngược lại, đó là một loại thông minh sáng suốt vô cùng, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình. Nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở tuổi này, khi đối đãi với người, Canh Tuất luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình mà khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Và bước vào năm 2024, con giáp Canh Tuất sinh năm 1970, được trời Phật thương che chở, ban cho nhiều cơ hội đổi đời, vận may ban xuống. Điều quan trọng mệnh chủ cần nắm chắc là ghi nhớ 3 tháng đổi đời này trong năm 2024 để không bỏ lỡ cơ hội may mắn cực đỏ này nhé. Đầu tiên, xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi 2024, tuổi Canh Tuất, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp giáp tương khắc, ít vận quý nhân, công việc làm ăn tự cáng đáng, lúc khó khăn cũng tự mình nỗ lực mà vượt qua. Xét về địa chi, Tuất gặp Thìn Lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm khó khăn, công việc trục trặc, áp lực hơn người, tiền bạc không được như ý, bị hao hụt nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền bạc cho khía cạnh này. Chuyện tình cảm, gia đạo tuy có chút xung đột nhưng không quá nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, hay gặp các vấn đề về sức khỏe, gia đạo cũng nhiều mâu thuẫn, các mối quan hệ hợp tác làm ăn trục trặc, có xích mích. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi, ngũ hành, tuổi Canh Tuất sẽ có một năm làm ăn khó khăn, nhiều áp lực, vất vả, công việc đa phần tự cáng đáng, không được ai hỗ trợ, tiền bạc kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán, sức khỏe giảm sút, xảy ra nhiều vấn đề, tốn kém nhiều tiền của để chữa trị, gia đạo có không ít xung đột, đề phòng nguy cơ rạn nứt. Xem tử vi tuổi Canh Tuất 1970, cả nam mạng và nữ mạng trong năm 2024, theo sao hạn. Đối với nam mạng Canh Tuất, theo sao chiếu mệnh, nam Canh Tuất gặp sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm, nếu muốn tiến hành việc quan trọng thì nên tránh hai tháng này. Theo niên hạn, nam mạng Canh Tuất trong năm 2024 gặp hạn tam kheo. Hạn tam kheo chủ yếu gây thương tật ở tay, chân. Vì thế, năm gặp hạn này thì nên đi đứng cẩn thận, hạn chế bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ.
Ngoài ra, cần đề phòng chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, năm gặp hung tinh kỵ mệnh chiếu, tuổi Canh Tuất nam mạng sinh năm 1970 ít gặp may mắn, công việc làm ăn trục trặc, thậm chí vướng vào kiện tụng, tranh chấp gây hao tổn sức lực và tiền bạc. Tài lộc giảm sút, kinh doanh kém may mắn, hao tổn tiền tài. Sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, nhất là các bệnh về xương khớp hay liên quan đến mắt, vừa mệt mỏi lại tiêu hao nhiều tiền bạc để chữa trị. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng. Tam tài 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng không phạm tam tài, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng phạm kim lâu thân, hại cho bản thân, không được tuổi xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu đại sự trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng không phạm Hoàng Ốc, không phạm kỵ nếu tiến hành xây dựng nhà cửa trong năm. Tiểu kết, năm 2024, Canh Tuất nam mạng không được tuổi xây dựng nhà cửa hoặc đứng tên tuổi lo liệu đại sự trong nhà. Đối với nữ mạng Canh Tuất, theo sao chiếu mệnh năm 2024, nữ Canh Tuất gặp sao Kế Đô. Dân gian có câu nam la hầu, nữ Kế Đô để ám chỉ rằng Kế Đô là sao hạn nặng đối với nữ giới. Năm có sao này chiếu thì đương số thường kém may, hay gặp chuyện tranh chấp, thị phi, đau khổ, buồn rầu, lại dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn 2024, nữ Canh Tuất gặp hạn thiên tinh. Hạn này chủ về vấn đề ngộ độc trong ăn uống, tai bay vạ gió trong lời nói. Ngoài ra, nó cũng ví như cạm bẫy đang giăng sẵn, nếu hành động chủ quan, tin người thái quá là bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, nữ mạng Canh Tuất dễ gặp chuyện xui xẻo, làm ăn bất lợi, trục trặc trong các mối quan hệ hợp tác. Tiền bạc cũng hao tán nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí. Ngoài ra, cần chú trọng vấn đề ăn uống, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn cần tỉnh táo, tránh bị dụ dỗ hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Tam tài 2024, tuổi Canh Tuất, nữ mạng không phạm tam tài, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Canh Tuất, nữ mạng phạm kim lâu thân, hại cho bản thân, không được tuổi xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu đại sự trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Canh Tuất, nữ mạng không phạm Hoàng Ốc, không phạm kỵ nếu tiến hành xây dựng nhà cửa trong năm. Tiểu kết, năm 2024, Canh Tuất nữ mạng không được tuổi xây dựng nhà cửa hoặc đứng tên tuổi lo liệu đại sự trong nhà. Xem tử vi 2024, tuổi Canh Tuất, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tuất 2024, trong năm con rồng, tuổi Canh Tuất gặp vận niên, dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành. Là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bỗng chuyển hung, khó lường bất chắc. Về phương diện sự nghiệp, bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất là 55 tuổi âm lịch, được sách đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh. Thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm hung cát đan sen, may rủi khó lường. Gặp cục diện xung thái tuế 2024, gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp biến động lớn. Tử vi năm 2024 nhận định con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất đầy những trắc trở, khó khăn, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần. Để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh, thì ắt sẽ chạm tới thành công. Trong năm 2024 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bản mệnh khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí, chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với Canh Tuất là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần cân nhắc mình bình tĩnh xử lý, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc,
kẻ xấu cũng có cái cớ để vịn vào, nhân đó hãm hại hoặc giành tất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, tuổi Canh Tuất chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bản mệnh cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói của một chiều từ bất cứ ai. Về phương diện tài lộc, tử vi khoa học nhận định tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là, kẻo kẻ xấu lợi dụng, chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không để xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế, cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra quyết định để rồi vướng phải thua lỗ hơn. Những người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn lớn hơn. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về phương diện tình cảm, gia đạo, chia buồn với người tuổi Canh Tuất vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng này của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Về phương diện sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Canh Tuất khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ, tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác anh chị về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch để quý cô bác anh chị có được sự chuẩn bị cho tương lai của mình. Đầu tiên là tháng 5 âm lịch. Trong năm 2024, việc kiếm tiền của tuổi Canh Tuất sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn khi con giáp này bước vào tháng 5 âm lịch. Đây cũng là lúc mà tin vui về tài chính sẽ liên tiếp báo về. Bản mệnh có lúc còn không có thời gian để nghỉ ngơi, vì thời cơ kiếm tiền dồn dập đến, ngơi tay là mất tiền. Đặc biệt, những bạn làm về kinh doanh lĩnh vực ẩm thực hay bán lẻ sẽ có mức lợi nhuận tăng vọt hơn hẳn so với thời gian trước. Bản mệnh được thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó. Với những bạn chuyên tâm đầu tư, kinh doanh thì quý nhân sẽ dẫn dắt cho bản mệnh tìm thấy những mối đầu tư sinh lời khá thuận lợi. Tất nhiên, bản mệnh cũng phải làm việc, phải bỏ công sức của mình ra, nhưng với mức lợi nhuận thu về sau đó thì bạn thấy hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đã làm.
Tiếp theo là tháng 10 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sẽ tạo được nhiều tiếng vang trong tháng 10 âm lịch này. Tài vận chuyển biến tích cực, xua đi đám mây đen ảm đạm của những tháng trước đó. Tình hình tài chính của Canh Tuất đang trên đà tăng trưởng rõ rệt. Bản mệnh kiếm được số tiền lớn hơn hẳn so với mục tiêu ban đầu bạn đề ra. Thành quả đạt được khá lớn có thể khiến con giáp này cảm thấy choáng ngợp. Nhưng đó chính là kết quả bạn xứng đáng được nhận sau bao nhiêu cố gắng, vất vả và nỗ lực để đối phó với những thách thức đã qua. Đặc biệt, tháng này là tháng phát tài với người làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản hay marketing. Bản mệnh có thể sẽ có được một khoản thu lớn ngoài dự kiến. Người làm công ăn lương, nhờ có quan đới nâng đỡ, bạn thậm chí còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy, thì phần lớn vẫn là nhờ vào sự cố gắng của chính con giáp này. Bạn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà bạn không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để bạn bước những bước lớn hơn trong tương lai. Về mặt tài lộc, trong tháng người làm công ăn lương nhận về cho mình một khoản tiền lớn, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên ưu tú luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Người làm ăn, kinh doanh, nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong tháng này, có lẽ bạn cũng phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân, giúp tiền chạy về túi thuận lợi hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi tới mấy, bạn cũng chớ nên coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi việc và làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền của mình để mà sửa chữa sai lầm. Cần phải biết rằng tiền bạc bạn có được trong tháng ngoài yếu tố may mắn thì còn cần phải nỗ lực tự thân của mình nữa, chẳng có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu ạ. Cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Tháng cuối năm này, tài lộc tuổi Canh Tuất tăng vọt, mức thu nhập lý tưởng có con giáp này khiến bao người nhìn vào mà trầm trồ ngưỡng mộ. Gỡ bỏ hết những khó khăn trở ngại trước ấy, con giáp này băng băng tiến bước, đạt được nhiều thành quả rực rỡ, thu nhập tăng tiến rõ rệt. Những gì bạn có được hoàn toàn là nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình. Có nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng tuổi Canh Tuất không để mình bị tụt lại mà luôn cố gắng nỗ lực để vươn lên vị trí đầu tiên. Những giọt mồ hôi nước mắt của bản mệnh được đổi lại bằng thành quả rực rỡ, tài lộc hanh thông thuận lợi, bản mệnh có thể yên tâm để đón Tết về. Con giáp này cần linh động và mạnh mẽ hơn trong những quyết định và hành động của mình. Bạn có thể sẽ vấp phải sự phản đối trái chiều, nhưng đừng vì thế mà lùi bước, sẽ chỉ khiến bạn hối hận sau này mà thôi. Người làm ăn, kinh doanh, cần dám nghĩ dám làm, đừng để cơ hội vượt qua chỉ vì chần chừ do dự. Thời cơ để bạn kiếm tiền không còn nhiều, hơn nữa cuối năm còn là thời cơ tốt để đẩy mạnh nguồn doanh thu nữa. Chỉ khi bạn chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình thì bạn mới có thể chiến thắng người khác. Tài lộc đang ở phía trước vẫy gọi, hãy lấy đó làm động lực cho mình. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Canh Tuất, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Canh Tuất, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy cho nam mạng Canh Tuất năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp. Nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tỉnh. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024 cho nam mạng Canh Tuất. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận,
tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng canh Tuất, cách hóa giải sao kế đô cho nữ mạng canh Tuất năm 2024. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh cho nữ mạng canh Tuất năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý vị thân mến, có câu chuyện ý nghĩa, Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý vị như sau. Câu chuyện mang tựa đề gã ăn xin muốn thế chỗ của vị Bồ Tát. Một người ăn mày vô tình đi qua một ngôi miếu thờ tự, thấy rất đông người, bèn ghé vào vì tò mò. Bước vào bên trong, anh nhìn lên chính điện thấy một vị Bồ Tát đang ngồi trên đài sen, ung dung, tự tại. Người ăn mày ngỏ lời xin Bồ Tát, con có thể đổi vị trí của ngài không? Bồ Tát nghe vậy, mới nói, chỉ cần con người đây không nói gì cả là được. Thấy việc quá dễ, anh vội nhận lời và lên trên đài sen ngồi. Trước mắt anh là cả một thiên hạ, hỗn loạn, phân tranh, người cầu cái này, người cầu cái khác, chẳng phút nào ngơi. Tuy nhiên, vì đã nhận lời Bồ Tát không mở miệng nói gì, nên anh ta vẫn giữ im lặng không nói chuyện. Một hôm, có một người phú ông đến cầu khấn, xin Bồ Tát hãy ban cho con Mỹ Đức. Người này vái gập đầu quỳ gối, gập tới, gập lui, không may túi tiền của ông ta bị rơi ra ngoài. Nhưng phú ông hoàn toàn không hề hay biết. Người ăn xin định mở miệng nhắc, nhưng ông lại nhớ lời dặn của Bồ Tát, nên nhẫn lại không nói. Sau khi vị phú ông rời đi, có một người nghèo đói tới. Người nghèo xin Bồ Tát hãy giúp con, ban cho con xin chút tiền. Nhà con có người bệnh nặng, không có tiền cứu chữa, con đang cần tiền gấp. Xin xong, người này cúi xuống gập đầu vái lạy. Khi người này vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một túi tiền bên cạnh, quá vui mừng người nghèo nói, Bồ Tát thật quá hiền linh, con được tiền rồi, người này mau chóng rời đi. Người ăn xin ngồi trên đài sen chứng kiến mọi việc, định mở miệng nói, đó không phải là Bồ Tát hiền linh, mà là của vị phú ông kia đánh rơi, nhưng sau cùng nhớ lời Bồ Tát nên lại thôi không nói nữa. Lúc này, có một người đánh cá đến, người đánh cá nói, xin Bồ Tát hãy ban cho con sự an toàn, để con ra khơi không gặp phải sóng to, gió lớn. Vái lạy xong, người này định quay đầu bước đi, thì vị phú ông khi nãy mất tiền quay lại. Vị phú ông cho rằng túi tiền của mình đánh rơi bị người đánh cá nhặt được không trả, nên sinh ra mâu thuẫn, hai người lao vào đánh nhau. Phú ông thì một mực khẳng định túi tiền của mình bị người đánh cá lấy, còn người đánh cá vì bị oan ức nên cũng chẳng thể nhẫn lại được. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người ăn xin nhẫn nhịn không được nữa, đành lên tiếng quát, dừng tay, sau rồi bước xuống đem toàn bộ chân tướng nói ra, mọi việc được xử lý êm đẹp. Khi người ăn xin xử lý xong xuôi, Bồ Tát mới hỏi anh ta, con cảm thấy xử lý như vậy có chính xác không?
con tốt nhất vẫn nên đi làm một người ăn xin thì tốt hơn. Con mở miệng nói ra sự thật và cho rằng đó là công đạo, nhưng con không biết rằng người nghèo kia vì vậy mà không có tiền cứu mạng người nhà, vị phú ông cũng vì thế mà không tích được công đức, và người đánh cá vì ra biển mà bị sóng lật thuyền bỏ mạng nơi đáy biển. Nếu như con không mở miệng nói ra, thì người nghèo kia có tiền cứu mạng người nhà, vị phú ông kia mất chút tiền, nhưng lại cứu được một mạng người, tích được công đức. Và sau cùng người đánh cá kia vì chuyện hiểu nhầm, nên sẽ phải phân bua vướng mắc, không theo kịp thuyền ra khơi, ắt sẽ bảo toàn được tính mạng. Người ăn mày nghe xong, cúi lại khi hiểu ra vấn đề, anh ta lặng lẽ rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về im lặng: hãy để vạn sự tùy duyên, mọi chuyện sẽ có cách sắp xếp tốt nhất theo cách mà nó đang diễn ra. Có những việc tưởng như rằng việc tốt bụng nên ta giúp đỡ, nhưng kỳ thực là đang làm hỏng việc. Khi chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh nào đó, thì có thể tưởng là tốt đẹp, nhưng lại tệ hại. Trong khi đó những việc tưởng xấu lại hóa thành mỹ mãn, đó chính là vẻ đẹp cuộc sống, khi không ai dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta ở phía trước. Vậy nên có thể im lặng mà quan sát đời biến đổi cũng là một loại năng lực, có thể tùy thuận theo tự nhiên mà sống cũng là một loại hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được lộc trời ban, tiền vàng ngập két trong 3 tháng tốt, năm Giáp Thìn 2024 này. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.